Tử vị Nguyễn Xuân Phúc, chuyến này chết thật rồi. Tướng Phan Văn Giang bắt được Nguyễn Duy Linh, ôm tài liệu mật, đạo trình Nguyễn Xuân Phúc, kẻ tám lạng người nửa cân. Nguyễn Xuân Phúc cũng không phải giặc vườn, ông ta lần lượt bất chấp đưa người thân lên làm tổng thống lâm thời và coi thường bộ chính trị. Đây là sự yếu kém của ban chuyên án, mỗi đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Đứng đầu quân khu 1 lại là gián điệp Hoa Nam, mua chuộng một vị tướng đứng đầu quân khu. Một là nếu tấn công hay là chạy thoát, mà coi như chuyên án này thất bại và tổ chức này sẽ liên kết với những phản quốc khác mà chưa thể kế biết hết. Đây là một sai lầm của ban chuyên án và quân trung ương, là một thất bại của vụ án này. Và sau đây kính mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe bản tin chi tiết. Vào lúc 9 giờ sáng vào ngày 29 tháng 10, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã truyền tàu cuộc họp bất thường. Các lão tướng hiện là cố vấn cấp cao trong Bộ Tổng tham mưu và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có mặt, cùng nhau bàn thảo và cùng đưa ra các phương án để bắt Trung tướng Thông. Tất cả đều có sự quyết tâm cao nhất khi nghe báo cáo từ Cục trưởng Thiếu tướng Phạm Văn Thị, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, trưởng ban chuyên án TC-286 cho biết, sau khi tướng Thông bị bắt tạm giam ở quận Cô Hai, trong suốt thời gian 2 tháng qua thì ban chuyên án TC-286 không thể khai thác được nhiều nguồn tin từ Trường Thông. Đêm đầu tiên bị bắt giam ở trại giam quân khu 2, tướng Thông không có nhiều biểu hiện lạ. Ông không nói, không ăn uống cả 3 ngày đầu tiên. Ngày thứ tư được cán bộ, quần giáo động viên, ông bắt đầu uống nước. Hàng ngày ông ăn uống rất ít và không ngủ được. Các đối tượng cùng buồng giam với ông cho biết là trong thời gian đầu thì đến với mọi người như sau. Mỗi khi ông chìm sâu vào giấc ngủ, ông thấy anh hùng Trần Đức Độ hiện về và nói chuyện với ông Độ, không trách móc việc. Ông đã lồng lõi bao che cho các đối tượng trong gia tộc Nguyễn Xuân Lập, bù dập chết ngoài thao trường quân sự đô thị, khuyên ông quay đầu là bờ. Nên lại thành khẩn khai báo với ban chuyên án, các thông tin của ông sẽ giúp cho quân đội, nhân dân ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn của Trung Quốc trong việc khống chế Việt Nam trong tương lai. Cần thì ông ta nên tha ra các tướng tá của quận khu 1 và các quận khu khác trên toàn quốc và tham gia hoạt động gián điều và nhập quốc tịch Trung Quốc, giúp cho ban chuyên án trong việc triệt phá hoàn toàn mạng lưới tình báo Hoa Nam đã hoạt động khắp mọi miền tổ quốc được ví như là hồng ấy để lấy lại công trục tội ban đầu. Ông không tin những gì đã chứng kiến trong giấc mơ là sự thật, vì ông chỉ nghĩ rằng mình quá mệt mỏi và lo lắng quá, cho nên mới dẫn đến tình trạng mê sảng. Nhưng sau khi bị tạm giam khoảng 10 ngày, ông bắt đầu có những biểu hiện lạ thường. Mỗi khi ông chỉ nhắm mắt, nhắm một lúc sẽ lại bật dậy và la hét ầm ĩ, sau đó cũng quay lại với Văn Trinh Anh, cùng Trần Đức Độ tha mạng cho ông ấy, lao vào tình trạng sức cùng lực kiệt, như vậy khiến ai cũng tham ngại. Những người như là bị giam phất tướng Thâm đều không biết tướng Thông trước khi phải vào trại tập giam, ông mang quân hàm trung tướng, bí thư đảng ủy chính ủy quận khu 1. Vì thế ông có quậy phá trong buồng giam cũng không ai dám động vào, vì biết rằng anh em của ông ở bên ngoài có thể trừng phạt bất kỳ ai độc đến ông. Không may ông bị ngã ngựa, xảy ra tình trạng bất đắc như vậy mà thôi. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, vào đêm ngày hôm ngày 28 tháng 11, vụ đấu súng đã nổ ra ở km số 131 thuộc xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thế nhưng, nguồn tin nhóm này có khoảng 20 người được trang thiết bị vũ khí đầy đủ, trong đó có cả hỏa lực B-41. 6 lính biên phòng Việt Nam đã chạm trán với chúng vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua. Sau khi các chiến sĩ của ta tiếp tục tiếp cận với hộ to, đứng lại và kiểm tra thì bất ngờ nhóm người này đã chủ động nổ súng. Biết số lượng lính biên phòng chỉ còn 6 người, hơn nữa 2 người đã bị thương ngay từ hàng loạt đầu tiên, nên là nhóm người đã phải chủ động tấn công. Các chiến sĩ của ta phải cố thủ ở các mỏm đá, tai mèo và gọi chi viện trước khi bằng chúng rút lui chạy sang bên kia bên dưới. Chúng còn đã mang theo một quả B-14 và phía của ta, khiến cho 2 người khác đã bị thương. Theo nhận định của Thiếu tướng Phạm Văn Thị, chỉ huy ban chuyên án TC-286, đây là một nhóm người bảo vệ tướng Đạt chạy trốn khỏi bệnh viện quân y 109 ở Vĩnh Phúc. Chúng đã trốn từ Vĩnh Phúc sang Sơn La để vượt biên qua biên giới Lào. Tuy nhiên đó mới chỉ là suy đoán, bởi không có bằng chứng gì cho rằng bằng chúng là lạc quân của tướng Thông. Cũng trong đêm ngày 28 tháng 9, hai trận đấu súng đã nổ ra cùng lúc ở km số 12 và số 8 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Theo nguồn tin từ tướng Bùi Cao Khánh, đặc chỉ huy, ở bãi tỏ biên giới ở phía Bắc có hai nhóm người cùng xuất phát vào một thời điểm từ đất nước Việt Nam chạy sang Trung Quốc. Chúng chạm trán với lính biên phòng ở đây đều chủ động đồng loạt nổ súng trước khi bộ đội biên phòng phát hiện. Tuy nhiên, chúng chỉ đấu súng khoảng 15 phút rồi chạy sang bên kia biên giới, Trung Quốc. Tướng Khánh cho rằng có một điều gì đó bất ổn trong câu chuyện này.
Bởi trong một đêm có đến 3 nhóm vượt biên đều đến từ Việt Nam, chạy sang bên kia biên giới các nước. Vấn đề là bọn chúng có vẻ như là đã chủ động trước, ngồi chờ ở đó. Khi phát hiện đến Việt Nam thì đi gần đến chúng mới lộ diện, trọng trả và chỉ đấu súng khoảng 15 phút. Chúng đã chạy sang bên kia biên giới. Tướng Phan Văn Thị trước đó đã đưa ra nhận định nhóm người nổ súng với bộ đội biên phòng ở biên giới Lào là nhóm người của Trung Tuần Thông. Tuy nhiên sau khi xảy ra hai vụ đấu súng ở biên giới Hà Giang, ông cũng có những suy nghĩ lại rõ ràng, kẻ hiện đang cố tình tung hỏa mù cho quân đội của ta. Không biết đâu mà lần, lúc thì ở biên giới Lào, lúc thì ở biên giới Trung Quốc. Như vậy rất có thể, chúng vẫn đang nằm trên đất của Việt Nam, chưa rời khỏi. Chúng tung hỏa mù đánh lừa ban chuyên án rằng là trung tướng thăm đại trốn sang là Hoàng Giang Trung Quốc. Rồi khi đó vòng vây siết chặt được mở ra, Tường Thông sẽ chỉ việc ông Dung đi qua tất cả các tỉnh mà không bị kiểm soát. Đó mới chính là kế hoạch trọng điểm mấu chốt của chúng. Ngay sau khi trao đổi, hỏi lại từng chi tiết hai vụ đấu súng ở biên giới Hà Giang với tướng Bùi Cao Khánh, thiếu tướng Phạm Văn Thị đã tiếp tục tăng cường thêm nhiều quân lính ở các chốt chặn liên tỉnh với Vĩnh Phúc. Ông cho rằng nếu Trung Tuấn thông dụng quả mù như vậy, có lẽ ông ta vẫn còn nằm ở một nơi nào đó trong tỉnh Vĩnh Phúc mà chưa rời khỏi, để quân lính của tướng thì rút hết mới là ông Dung đi từ Vĩnh Phúc đến biên giới của Trung Quốc rồi viện biên. Kính thưa quý vị, trong thời gian dài vừa qua, rất nhiều tin đồn đoán trong nội các đảng Cộng sản Trung Quốc rằng đã có các cuộc nổi dậy nhằm đảo chính Tập Cận Bình, nhận lại người vượt. Nhiều phe nhóm có tên tuổi đã xuất hiện trên các mặt báo của nước ngoài, nhưng người ta vẫn chưa thấy Tập Cận Bình bị hạ bệ. Phải chăng phe nhóm của Tập Cận Bình vẫn đang chiếm thế thượng phong đối với các phe cánh khác? Vẫn là một câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Một cái chức giấu tên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra lời nhận xét rằng Tập Cận Bình dù có cố gắng duy trì chiếc ghế số 1 quyền lực hiện nay cũng không thể giữ được hết năm 2022 này. Và có vẻ như điều đó đã đúng khi vào ngày hôm qua, như thông tin cho rằng là một cuộc đại chiến mới đã xảy ra trong nội các của Trung Quốc. Thưa quý vị, khán thính giả và các bạn, vào ngày hôm nay một thông tin mới nhất gây chấn động đang làm xôn xao dư luận quốc tế và người dân Trung Quốc. Một đất nước trong thời gian gần đây đã bị các quốc gia lên án nặng nề vì đã gây ra nhiều tội ác tài trời. Theo như một số nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết, đổi mấy ngày nay trên các hệ thống truyền thông của Trung Quốc đã không thể xuất hiện hình bóng dáng của người đứng đầu nhà nước là ông Tập Cận Bình. Theo như một nguồn tin cho biết, tạm thời Tập Cận Bình đang phải gánh nặng vì sự cạnh tranh quyết liệt đến từ các phe cánh khác. Phe cánh của Đảng Tà Phương, con trai cả của cựu Tổng thống Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, và thế là đang trỗi dậy mạnh mẽ nhất sau khi hậu thế của nhà họ Đặng ép Tập Cận Bình phải chuyển giao quyền lực nội bộ trong bộ máy trung ương. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang mâu thuẫn rất nghiêm trọng. Con trai cả của cố Tổng Bí thư Đặng Tiểu Bình và phe cánh của ông ta còn ép Tập Cận Bình uống thuốc độc nếu như không chuyển giao quyền lực. Được biết, Đặng Tà Phương không tham gia chính trị nhiều trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, như ảnh hưởng vị thế của cha mình trước đây vẫn còn rất mạnh mẽ trong nội bộ cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và hiện giờ, nhận thấy Tập Cận Bình đã và đang dẫn dắt Trung Quốc đi xuống bờ vực, khiến cho cả thế giới đang hợp tác chống lại với người Trung Quốc về đường lối chính trị. Và Tập Cận Bình có vẻ như là đã quá bành trướng và ngu xuẩn, nên Đảng Tà Phương đã quyết định dẫn dắt những thuộc hạ cũ của cha mình đấu lại về phe cánh đang cầm quyền tại Bắc Kinh của ông Tập Cận Bình. Qua nhiều lần họp bàn với các quan chức cấp cao về đạo chính thuê vào ngày hôm qua, Đặng Tà Phương đã ép cho Tập Cận Bình từ chức, và nếu không chuyển giao quyền lực sớm thì vợ và con của Tập Cận Bình là bà Banh Lê Việt cùng với con gái là cố Tập Minh Trạch sẽ phải chết chung với ông Tập Cận Bình. Được biết, toàn bộ phe cánh trong nội bộ vụ và bộ công an đã đi theo Đặng Tà Phương. Nhìn vào nội bộ của nhà cầm quyền Trung Quốc Đảng Cộng sản hiện nay, chỉ có hai phe cánh chính. Nhóm 1 chính là Tập Cận Bình, gồm tập hợp các quan chức trong bộ ngành trước đây của ông ta, từng làm bí thư tại Tứ Xuyên, Liêu Ninh. Nhóm thứ hai được cho là của Thủ tướng Lý Khắc Cường và Vương Kỳ Sơn tại Trung Quốc, sắp khai mạc đấu đá nội vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày càng kê liệt hơn, tính sau là sự kiện Thứ trưởng Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc là Vương Lực ngã ngựa, Bộ trưởng Thư pháp Phó Chính Hoa đã bị điều chuyển. Ngoài giới đồn đoán hệ thống chính trị pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp bị chỉnh đốn, cùng với đó là một nhân vật máu mặt trong Hội Nhi Đại rất thân thiết với Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Nhàm Chính Cương đã bị Tập Cận Bình tổng giám trước đó. Nguyên nhân được cho là Tập Cận Bình muốn văng bằng Vương Kỳ Sơn để ông ta có độc thái gây nguy hiểm cho Tập Cận Bình. Bên cạnh đó, một khí tượng cấp cao Bộ Công an đã dồn quân lực cũng đã bị thanh trừng cả trước vì lý do chống lại Tập Cận Bình.
Toàn bộ nhân vật Tập Cận Bình truyện hạ trước đó đều là người của Lý Khắc Cường và Vương Kỳ Sơn. Nhìn thấy tay chân thân cận của mình bị chặt chân thì người sau cùng có thể chính là Minh Vương Kỳ Sơn và Lý Khắc Cường đã cùng nhau trong quyền lực tất cả các đoàn tạp phong. Và để sau đó đấu lại với Tập Cận Bình không nắm được phần thắng tại đại hội đảng của Trung Quốc sắp tới, chúng ta có thể chờ xem Tập Cận Bình sẽ ngã ngựa như thế nào khi nhiều phe cánh đang cùng đứng lên để chống lại nhằm lật đổ ông ta. Ông ta từng đề cao bản thân và từng tung hô tư tưởng bản thân, nhất là không tuân thủ luật pháp của quốc tế, cho nên Tập Cận Bình đã mất uy tín, sẽ ảnh hưởng ở trong nước cũng như là ngoài nước. Tập Cận Bình nhiều lần cho nhân vật vây quanh bắt nhiều vây cánh khác nhau trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người có xu hướng bất đồng chính kiến với Tập Cận Bình, nhất là Đông Dương Học Tập, dùng sức mạnh cơ bắp của quốc gia đe dọa bắt nạt bất kỳ luật pháp nào của quốc tế. Quan hệ với Hoa Kỳ và NATO tăng cường, Bình huy động nhiều gián điệp và dùng với mọi thủ đoạn để thu thập các dữ liệu, công tác, kỹ thuật hiện đại đưa về Trung Quốc sản xuất và làm nhái và bán rẻ cho các nước trên thế giới, giá thấp hơn giá thị trường, gây tổn hại kinh tế cho toàn cầu nghiêm trọng. Đứng trước các mối nguy hại này thì Hoa Kỳ đã quyết tâm ra tay triệt phá sự bành trướng hung hăng bằng cách là chơi kế chiến đấu và đối đầu trực diện với Bắc Kinh. Các đồng minh thân cận, thân thiết cũng đã quyết tâm cùng nhau hiệu lực với Hoa Kỳ để cùng nhau hỗ trợ các công ty và các nhà sản xuất linh kiện rời ra khỏi Trung Quốc và đóng băng công bán dữ liệu, kỹ thuật và sản xuất máy móc cho Trung Quốc nữa. Điều này đã làm cho nền kinh tế của Trung Quốc suy giảm trầm trọng, chứng tỏ là Trung Quốc chỉ là con hổ giấy, không có đủ thực lực làm ra các sản phẩm có chất lượng và kỹ thuật cao. Người thân tín của Tập Cận Bình tiết lộ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bước vào đường cùng, đi sai một bước thì thịt nát xương tan. Chuyên gia Hoa Kỳ về vấn đề Trung Quốc tiết lộ rằng một nhân viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc có mối quan hệ mật thiết với Tập Cận Bình đã nói ra: "Tôi đã đến đường cùng, mọi người đều biết rằng thế chế này đã kết thúc và chúng tôi đã đi vào ngõ cụt." Một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh độc quyền của chương trình thù địch, chuyên gia của người Mỹ đã nói rằng chính phủ Trung Quốc biết rõ rằng chế độ này sẽ sụp đổ và nó đã chết. Ông tiết lộ rằng là một nhân viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc có mối quan hệ thân thiết của Tập Cận Bình đã thẳng thắn nói với ông là chúng tôi không biết làm gì tiếp theo, bởi vì khắp nơi đều có kẻ dẹp loạn, một nước có thể thịt nát xương tan. Bình luận về tình trạng hiện nay ở Trung Quốc, tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã đi vào thời kỳ tương tự như là sự sụp đổ của Liên Xô cũ. Điều này không có nghĩa là một đế chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cấp độ mà Trung Quốc sẽ sụp đổ khi Đảng Cộng sản của Trung Quốc sụp đổ. Đất nước vẫn sẽ còn ở đó, nhà vẫn sẽ còn ở đó, và chỉ có chính phủ là sụp đổ mà thôi.